Nhận định bóng đá Quảng Nam với Sài Gòn, 17 giờ ngày 24 tháng 7. Phong độ giữa hai đội rất chênh lệch, nghiêng hẳn về Sài Gòn, nhưng khi ở thế đường cùng, Quảng Nam sẽ biết cách để có thể bỏ túi được điểm số. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sài Gòn FC đang bay cao trong chuỗi thăng hoa ấy. Ngay cả hai ứng cử viên vô địch như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh cũng đều phải tung cờ trắng trước đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành, dù rằng đội đứng đầu bảng xung trận với tâm thế của một đội khách. Mỗi khi viễn trình, Sài Gòn có thiên hướng chọn lối chơi phòng ngự phản công để đáp trả chủ nhà. Một thế trận phòng ngự vững chãi nhờ khả năng quán xuyến của trung vệ An Bai Ông Gion nên hàng công càng yên tâm để thực hiện đột kích khung thành đối thủ. Trên phương diện là những tay súng thiện xạ, Pedro và đặc biệt là Gionap là những cây săn bàn giỏi bậc nhất trong lực lượng ngoại binh ở Nam Mỹ đến thời điểm này. Đối đầu với một đối thủ đang có phong độ cực kỳ cao, tinh thần thi đấu cực kỳ hưng phấn nên Quảng Nam chắc chắn sẽ phải đối diện với nhiều nỗi lo. Đội bóng xứ Quảng đã bổ sung được hai gương mặt mới và đủ điều kiện để ra sân trong trận đấu này là trung vệ Hoàng Vít Sai và tiền đạo Rodrigo. Trên lý thuyết, cả hai sẽ góp phần giúp cho công và thủ của Quảng Nam trở nên tốt hơn. Nhưng thực tế còn cần thời gian để kiểm chứng, bởi đó còn là sự hòa nhập và đặc biệt là phong độ. Lực lượng đã mỏng do chấn thương, huấn luyện viên Đào Quang Hùng còn thêm khổ sở khi hậu vệ Anh Hùng bị treo giò. Xét một cách tổng thể, Sài Gòn được đánh giá cao hơn Quảng Nam vào thời điểm này, ngay cả khi phải chơi tại Tam Kỳ. Bởi đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành cho thấy, họ chơi sân khách thậm chí còn tốt hơn sân nhà. Trong lúc đó, Quảng Nam chơi không thật tốt tại thánh địa của mình khi đã từng nếm mùi thất bại. Tuy vậy, cựu vương V-League đang ở thế dựa lưng tường, mà với một đội bóng không còn đường thoát thân như Quảng Nam thì sẽ vùng vẫy để hy vọng thoát hiểm. Thế nên, nếu thầy trò Đào Quang Hùng có được ít nhất một điểm khi tiếp Sài Gòn cũng không phải là bất ngờ.